Ngay khi mà chúng ta đã remove cái ứng dụng của mình trên máy tính thì chúng ta vẫn còn một cái tài khoản của mình đã được đăng ký với Sun từ trước. Bây giờ làm sao để mà chúng ta sẽ remove cả cái tài khoản của chúng ta ra cái hệ thống của Zoom luôn? Thì các bạn sẽ vào cái trang là zoom.us. Các bạn vào cái trang, các bạn gõ ở đây. Vào cái trang này. Rồi chúng ta chọn send. Và chúng ta gõ email, password của chúng ta mà đã đăng nhập với Zoom, chọn save. Tại đây thì nó sẽ có một cái liên quan đến cái account của mình, quản lý cái tài khoản. Các bạn chọn là account profile. Và các bạn chọn là terminate my account. Và lúc này cái công việc này nó sẽ cho là chấm dứt cái hợp đồng của chúng ta với lại cái hệ thống của Zoom, và chúng ta chọn Z. Như vậy lúc này nếu như các bạn đăng nhập lại với cái tài khoản lúc nãy thì nó sẽ báo là cái email hoặc password của bạn là chưa có trong hệ thống. Như vậy bạn đã xóa thành công cái tài khoản của mình trên cái hệ thống của Zoom. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.